Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 4 tháng 5 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 0. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 3, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7926, 8289, 7558. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9239. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02769, 22324, 42523, 40672, 57841, 47223, 18709. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17527, 65201. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40012. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44432. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 17595. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 17595.